em xin lỗi. Cô không nghe em nói. Nào, ai nói đây? Cô em xin lỗi ạ. Ừ, nào, em nói nào. Sữa hay sữa lẻ, sữa chị có lưu ý ạ. Tiêu sư biên minh sư ý ạ. Tiêu sư sư tờ sư sư Đi sang sư sư tờ sư tờ tá ăn Ta tá phê, ta phê. ta bay Tiêu sư 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 lây tờ biên hoa tiêu sư sở thơ chuyển nghi ạ. Đi liêu sư sở tờ Đây của. sở tờ cho xem hoa gửi Ừ. hoa gửi hoa gửi cây hoa hoa Đi chi sư sở tờ xin xem hoa gửi chu thị hoa Duy thị hóa chu đồ thị. chính à. Họ đồ trình bày cũng còn được à, nếu mà đúng là trình bày chính xác thì phải là nó mà là giải pháp ý của chúng chung sứ khuẩy hiểu chi cười kinh khai chú lý đó vấn thí đó. Bởi vì sao cô trình bày như này, cô chỉ tóm tắt ngắn gọn này thôi, thì thứ nhất là chúng ta đang học trong quá trình lý thuyết dịch, thì các em tức là cô đã để cái màn hình này ra thì các em phải có những cái có cái trình bày nó có logic, nó có đầu có đuôi đó. Giải phát như cô chứng chung đặt dưới quay phần mềm hiểu chi cơ in cai chú lý đó vấn đề đó. Trong quá trình dịch thì về mặt từ vựng có 7 cái mà chúng ta cần phải xử lý đó, 7 vấn đề chúng ta cần phải xử lý. Nhưng mà Thảo bạn đây dùng là có 7 vấn đề chúng ta phải lưu ý thôi, cô cũng chấp nhận được. À, đi cơ sự biên miễn xứ y biên cho sự biên biến miễn sự miễn chê cả à, đó đó là gì, đó là phải phân biệt rõ về ý nghĩa của từ đó. Tại sao phải phân biệt rõ ý nghĩa của từ? Bởi vì rất nhiều hiện tượng từ đa nghĩa. Thứ hai là xứ tự chuyển chứa đó, tức là cái lựa chọn đó, phân từ bắt đầu từ từ cái khi mà chúng ta lựa chọn ý nghĩa của từ, sau đó chúng ta bắt đầu lựa chọn từ. Thế vật xứ tự ta thầy, vậy thì từ với từ nó phối hợp với nhau như thế nào, không phải là chúng ta ghép bừa cái bãi được mà nó có động từ tân ngữ khác nhau. Thì sư gợ trong sự xứ lây là biên khoản à, biên khoản cái sự thay đổi về cái từ loại từ à, ví dụ như là ở tiếng Trung nó là động từ nhưng mà sang từ tiếng Việt thì nó phải danh từ mới hợp lý đó. Đấy là sự thay đổi của từ loại. Thứ năm là sứ tự chuyển y, sứ tự chuyển y nó không phải là chữ y nữa mà chuyển y, tức là gì, chúng ta phải chuyển dịch như thế nào để cho nó phù hợp với lại cái thói quen ngôn ngữ à, thói quen dùng từ và cái tu từ và cái cấu trúc ngữ pháp đó. Với mỗi một ngôn ngữ thì nó có những cái sĩ quan dung nghĩ khác nhau, tức là có thói quen dùng từ khác nhau. Thế cho nên rằng là cái quá trình dịch chúng ta phải chú ý chuyển y. Chắc nữa thì cô sẽ đưa những cái vấn đề này vào. Sứ tại trong sang hoa ủy cai vô hoa đó, đấy là cái sự trừu tượng và cái tính khái quát của từ đó. Sứ tại chính sang hoa ủy truy thị hoa cái tính hình tượng và cái cụ thể hóa của từ đó, đó là những vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý xử lý. Vậy thì đây chúng ta sẽ đi vào từng vấn đề một nào. Em ạ. Chào À. bạn. Nào vừa em ạ à, là bạn nào nhỉ? Vừa nói đầu tiên đấy. Em Hạnh ạ. Nào Hạnh nào. Vâng ạ. Trong truyện lục địa nguyên quyển tản xứ xứ rủ xứ chủ đờ triệu thị hái y sư trong truyện chuyển chứa xứ khuẩy sầu xuyên giao yêu tao tổ quân thí y chứ tôi y tùy the xiên xiang sư phổ khiên the thùng y cơ xứ tại phụ thùng the sang xia quân trung yếu sứ khuẩy yếu cơ trung phụ thùng the yên y
例如 to 一，例如 to。À, nha Hạnh nhá. Cô là cô giáo viên dạy dịch, dạy lý thuyết môn là môn lý thuyết dịch. Thế nhưng mà âm của Hạnh chủ yếu cô nha, thanh 1, thanh 4. Thanh 1, thanh 4 và thanh 3, thanh 4 là Hạnh đọc sai nhá. Ví dụ giải thúng ý cơ chứ, thúng ý cơ chứ giải phu thúng tợ sang giả uấn trung. Cái trung là thanh 1 nhá. Yểu sứ có yểu cơ chủng không là cơ chủng. Cái chữ từ chủng này là có hai loại, chung đó là chồng, còn chủng đó là loại. Đó hiểu à đấy, thế cho nên là em đọc là chung ở đặt thanh 4 nó sẽ ra động từ đấy, chủng thì nó là lượng từ. Thế dạ, cô thúng thái ni chư không phải chư nhá, chư có nghĩa là ăn. Tiếp tục chê đâu đây, hãy đọc tiếp. Chư phan chư chư nại chư yào Chư yào. chư yào khao san chư san Chư tiêu. chư tiêu chư tiêu dư rấn ý cơ thuyền tiếp theo là chư lì đạo lín chữ bù chi mô chư lăng chư chư trung tùa sảo Chư thụ. chư chủ Chư thụ. Ừ. Họ. Biên miễn sĩ. Đó là đầu tiên là chúng ta phải phân biệt rõ ý nghĩa của từ. Trong chuyên lý trịa, nguyên huấn tàn sứ chứa dụ tại truy thị khán y. Đó là chúng ta phải hiểu rõ. Ông đi sao này mà cứ ra vào này. Đó là chúng ta phải hiểu rõ cái nghĩa cụ thể của từ đơn hoặc là từ tổ. Sự trong chuyên chuyển chứa dưới quê sổ xen đeo vi tạo vân khí. Đó là vấn đề, đó là vấn đề làm sao phải phải lựa chọn một cách chính xác những từ vựng mà đó là đầu, vấn đề đầu tiên chúng ta gặp phải. Chú ý ý chứ tôi ý thể xin xem. Phải chú ý đến cái hiện tượng là từ đa nghĩa. Một từ mà có rất nhiều nghĩa gọi là hiện tượng từ đa nghĩa. Ít xứ tôi ít ở trên sang sự phổ biến đó. Đó, từ đa nghĩa đó là cái hiện tượng hết sức phổ biến. Giải thú ý thú cơ chứ giải phụ thú tợ sang trang huấn chung hiểu xứ có hiểu cơ chủng phụ thú tợ khả nghi. Đó, một từ nhưng mà trong các ngữ trong những ngữ cảnh trước và ngữ cảnh sau khác nhau thì là cái từ đó nó sẽ có những cái nghĩa khác nhau. Ví dụ từ chư, chư tức là ăn. Ví dụ như tôi chỉ nói từ chư thì cái chi phần y. Chi phần y là ăn. Thế nào bây giờ ăn? Ai giải thích cho tôi ăn là gì nào? Nào ăn chỉ có tổng sứ, số số mi sự nữa. Là chi phần y, hoặc là lý suy nghĩ. Nhưng trước cô nói rồi, cái lý suy nghĩ, cái nghĩa lý tính là gì? Trong sức cài nhẹ nhì. Nghĩa lý tính đó là chính là cái nghĩa khái niệm. Nghĩa khái niệm đây chính là cái nghĩa mà chúng ta được giải thích trong từ điển. Đó, chi phần y là cai nhen y và lý suy nghĩ. Đó, đều có thể. Thế từ cái chi phần y đấy, từ cái nghĩa cơ bản đấy thì nó hiểu là khẩn tuôn là ỉn sân y y. Đó, từ nghĩa cơ bản đó nó tạo ra rất nhiều cái nghĩa phái sinh. Nghĩa phái sinh là gọi là những cái nghĩa bóng. Đó, ví dụ chư phản. Thôi cô giải thích luôn vậy. Chư phản chứ sư phản tông gì phản ra dưới lì dẻo là dẻo rắn khâu dẹn ra chữ đó cho dù chư ăn là gì tức là bỏ đổ vào miệng, bỏ thức ăn vào miệng, nhai và nuốt, đó chính là ăn. Thế nhưng mà từ cái từ ăn này nó cũng tạo ra rất nhiều nghĩa phái sinh, ví dụ là chư chư nải chư nhau. Bởi vì sao? Bởi vì sao là xí quan dung vị phụ thúng tự vi ủy được khan ủy để xí quan dung vị phụ thúng. Bởi vì sao? Tiếng Hán và tiếng Việt là cái thói quen ngôn ngữ khác nhau, chính vì thế mà tiếng Việt là uống thuốc nhưng mà sang tiếng Trung thì lại phải là ăn thuốc chứ không dùng từ uống, đúng không nào? Chư nải cũng thế. Chư nải là khái sự là ma mà kể xẻo hóa hoa là em bé mới sinh này, trẻ sơ sinh này. Chư nải cho sự uây nải thì sự chư yao khao sang chư sang khao sang chư sang sơ mi sự nữa chư sự là trai là có sang chư sông hóa
Nếu mà nhỉ thao gian cua khúa đó, đó, sống ở vùng núi thì mình phải dựa vào núi. Dựa vào núi có nghĩa là gì? Dùng tả ly à, phải hiểu là tả trái à, cua khúa đó. Đó chính là gì? Săn bắt này, săn bắt này và đống củi vân vân để sống. Thế thì người ở đây người ta dùng vào gì? Sống sống dựa vào núi, tức là gì? Sống ở hoàn cảnh nào thì dựa nhờ vào hoàn cảnh đấy hoặc dựa vào hoàn cảnh đấy, đó gọi là sống nhờ. Thế còn chưa tiêu thì rấn tự ý cơ thoáng, chưa tiêu ý cơ rấn thì rấn tự ý cơ thoáng, nghe thì rơi nghe rất là nhẹ nhàng đúng không? Thế nhưng cái từ chưa tiêu này nó chỉ dùng trong cái khẩu ngữ thôi. Thế nhưng mà bút ngữ hoặc là trong những cái bài văn viết trang trọng, ví dụ báo cáo chẳng hạn, thì làm sao mà bộ đội ta đã xây tái một tiểu đoàn địch được, đúng không? Thì bây giờ cái chưa teo này chúng ta dùng từ động từ gì đây? Dùng động từ gì thay vào từ chưa teo là cả lớp? Nào ai ai tìm từ động từ là phù hợp trong tiếng Việt là nói cho cô nào? Tiêu diệt. À đúng rồi, treo miệng. Xeo mi tí rấn tự ý cửa thoáng đó, chúng ta đã tiêu diệt được một tiểu đoàn địch đó. Thì là ở đây ta dùng chư tiêu đây là nghĩa bóng, thế nhưng mà chỉ có khẩu ngữ dùng cái này thôi. Thế còn chư ly là gì nữa nào? Nào giải thích, bạn vừa xong giải thích tiếp cho cô nào. Chư ly như kiểu là phí sức. Nào thế dùng tiếng Trung nào, không phải phí sức. Vất vả. Thế tiếng Trung dùng từ nào nào, dùng động từ nào nào? Tiếng Trung dùng động từ gì đây cả lớp? Phây ly hoặc là khoa ly. Phây ly chưa 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 nên chưa chưa chung tôi sợ chưa chung chưa sư chưa chung là gì đây nhỉ? Nào chưa chung là gì nào? Là cả lớp chưa chung là gì đây? Nặng nề. Hơi nặng nề. Đó cho nên là trong vừa xong có phải phải chuyển đổi. Chuyển đổi. Chư chung ở đây là động từ, thì chúng ta phải chuyển sang danh từ. Trọng tải là bao nhiêu? Chư len chư chư chung tô xảo thì có nghĩa là trọng tải của nó là bao nhiêu, chứ không phải là ăn, tức là ăn cái trọng lượng là bao nhiêu, có nghĩa là trọng tải bao nhiêu. Trung lượng, tuổi xảo, khảo chư chu, chư sư, chi tụ thế sự. Nào, còn chư khuây nữa, chư thâu nữa, còn rất là nhiều từ. Chư đây một là chư là từ đa nghĩa. Thế ngoài cái từ chư này ra thì trong tiếng Hán còn rất nhiều cái hiện tượng từ đa nghĩa. Là tìm cho cô một từ khác nào. Tìm cho cô một từ khác nào, từ đa nghĩa nào. Nào lâu tìm được không em? Nào, ai tìm cho cô một từ đa nghĩa? Xong rồi là giải thích nghĩa của nó. Vấn đề là gì nhất? Đừng có tra từ điển. Đó, cái tra từ điển chưa chắc đã chuẩn đâu. Đừng có vội vàng mà mở Google ra mà tra. Tại vì có những cái từ gọi là sấn trí xứ vị. Bây giờ cô lấy từ sân nhé. Nào, bạn nào nói cho cô từ sân nào? Sân đầu tiên của nó nghĩa là gì nữa nào?
Xuân nghĩa là gì nào? Chi bẩn y. Nào Yến thì nói cho cô xem nào. Từ xuân là sâu ạ. Sâu. À, sâu, sâu đương nhiên em giải thích cho cô. Em giải thích cho cô đã nào. Nó là kiểu chỉ cái dùng tiếng Trung, dùng tiếng Trung, dùng tiếng Trung giải thích cho cô. Vâng ạ. Sân sự thế nào nghĩa là sâu, sâu nghĩa là gì? Là khó thế. Xưa chúng sang đi xa hùa, chúng quay đi Mỹ tỏ. Đúng. Đó, đây mới chính là cái giải thích, cái nghĩa mà đầy đủ nhất của từ sân. Súng suối miền, tàu suối lì để truy lý ta. Đó, tức là gì? Cái khoảng cách giữa, giữa gì? Giữa mặt nước và đáy nước nó lớn, khoảng cách lớn thì gọi là sâu. Từ cái sâu người ta bảo cái à, hố này rất sâu, tức là sâu, cái bể này rất sâu. Đó, thế người ta tức là từ mặt cho đến đáy. Đó, xuống suối miền, tao suối này để truy lý ta. Sân, đó đây là chi bẩn y. Thế từ cái chi bẩn y này nó tạo ra rất nhiều nghĩa phái sinh khác nhau. Nghĩa phái sinh nào? Thế nghĩa phái sinh của từ sân thì còn những còn nghĩa nào đấy cả lớp? Từ nghĩa từ phái sinh này còn có nghĩa nào đấy? Sâu sắc. Thì đương nhiên, thì bây giờ nói cho cô nào? Dê sân à? Dê sân à? Có đúng không? Yên sân lợi chứ lý do sân nhỏ xuống ý xin nha. Quản đi sự. Tiếp theo. Cản chính khẩn sân. Cản chính khẩn sân. Chứ lý do sân xuống ý xin nha. Cản chính khẩn sân. Chứ lý do sân xuống ý xin nha. Kiểu sâu, kiểu thấm thiết đúng không? Không có kiểu, nói tiếng Trung cho cô luôn nào. Cái điện sân nó sụ hoảng đi sự. Hoảng. Nào, cản chính ở sân. Đúng khẩu. Đúng khẩu. À, chứ bẩn su, nay đúng khẩn sân. Khẩn sân. Khẩn sân, sân đây là gì? Sân là gì? Sân cửa. Tiếp tục. Yến sơ khẩn sân. Yến sơ khẩn sân. Sân đây là gì? Hả? Màu đậm quá. Đậm cái này tính yếu triển, sự triển để phản ý sứ triển, tức là màu nhạt. Đó, tức là ngoài cái đó ra, tức là ngoài cái nghĩa nghĩa cơ bản ra thì nó tạo ra rất nhiều nghĩa phái sinh. Nhưng mà cái nghĩa phái sinh này chúng ta lại phải xuất phát từ cái nghĩa cơ bản. Đó, tức là gì? Nó có nghĩa là sâu. Đó, nội dung rất là sâu rồi gì, nội dung rất là sâu sắc, à, tình cảm rất là sâu gì, sâu đậm, tức là nốn khẩu. Đó, dê sân là tức là gì, đêm đêm sâu, tức là gì, đêm đã về khuya. Đó, à, yến sơ khẩn sân, sân ở đây thì nó có nghĩa là tối, à, sâu thì nó phải tối, đúng không? Càng sâu thì sẽ càng tối, thì nó lấy chính cái nghĩa từ cái tối đấy, nó đưa vào màu sắc. Đó, đó, thế cho nên là trong quá trình dịch các em phải tìm ra một cái nghĩa phù hợp nhất. Thế ngoài từ xuân thì ra còn từ tả. À, tả cũng là một từ đa nghĩa. Tả nào, ai nói cho cô nghĩa từ tả nào?
dùng sổ. Dùng sổ làm sao? Tả rấn. Dùng sổ tả rấn. Đó, đây là cái nghĩa cơ bản của nó. Dùng sổ tả rấn, tức là dùng tay để đánh người khác. Thế nhưng mà từ cái nghĩa cơ bản này, nó ra vô vàn các nghĩa khác. Đây là trong tiếng Hán người ta gọi tả là sân chí xứ ủy. Sân chí xứ ủy. Nào, ví dụ tả treo tạo. Thì cân theo tả treo tạo. Từ gì nữa? Táo sủy. Tá bả sư. Táo sủy. Tả trái. Tả máu y. Tả trái. Đúng rồi. Tả trái, tả máu y. Tả điện thoại. Tả trưa. Tả cung. Thấy không? Tả pha. Tả chạ. Tả ban. Tả xỉn. Tả xỉn cũng được. Tả bài thiếu. Tả xỉn. Tả bài. Tả thái vô cùng nhiều luôn đó. Thế chính vì thế cái này nếu mà em dịch từ Trung sang Việt thì em dịch được, thế nhưng mà dịch từ Việt sang Trung thì em lại phải ví dụ tả chưa chẳng hạn, ví dụ như là của nhau tả lang chưa, thế thì em nếu mà gọi một chiếc xe taxi chẳng hạn thì em sẽ dùng một từ treo, hoặc là treo chưa, hoặc là treo chưa đó. Tả máu y. Piên máu y, piên tức là đan đó. Tả điện thoại, gọi điện thoại đó. Tất cả những cái từ này đó là những cái còn nhiều lắm. Cái đây riêng từ tả này cũng nghĩa là không dưới 20 nghĩa đó, riêng từ tả này nó không dưới 20 nghĩa. Thế cho nên là trong quá trình học chúng ta phải hết sức chú ý, chúng ta phải hết sức chú ý. Nào, chú ý cho chủ sứ đợi chinh sứ sứ trừ nào bạn đọc cho cô nào. Dạ em ạ. Nào Phạm Thu Hương. Dạ vâng. Em có là yếu sứ vấn sư hứa lợi rũng sư chiên sư yếu máu tuần tợ. Sứ tợ biểu miên hàn y bình bú sư tha sứ yếu biểu sư tợ sư chi sư xiang. Chữ sứ biên yếu cân truy cân trụ sang xa vấn, cân trụ vô mân tuy yuán trụ tự lão trịa, thâu qua sứ tự biểu miên hàn y. Trụ vệ chuẩn chi ti phân si, trụ trụ tha tự chinh sân, sứ trụ tha thâu tha tự sứ chi hàn y. Lý rú, tha mân khoa trung yếu củ. Rú quả bả củ phan y sư, sư 像整生就照了，为了这里的苦寒的寒者不满分次等意识。 Nào bạn Hương là chủ yếu cô nhé. Chua chu không phải là chua chu nhé, chua không phải chua. Truy chữ truy chua chu chữ tận chiên sản sứ chữ. Đó là chúng ta phải nắm chắc được cái ý nghĩa thực chất cái tinh thần của từ, đó là ý nghĩa thực chất của từ. Yểu sứ uấn sự cái đây đúng chưa chen, yểu máu tuần đợ, suy yểu máu tuần đợ. Tức là có những lúc
thì giữa từ và nghĩa của từ, tức là nội dung, giữa từ và mặt chữ và nội dung là có sự mâu thuẫn. Sứ tự biểu miên khá nghi bình vũ sư tha số biểu sư tự sứ chi sư xẻng. Đó, về cái nghĩa của mặt từ thực ra lại không phải là cái tư tưởng thực tế của cái từ đó biểu hiện. Đó là gì? Tức là từ, cái nghĩa của mặt chữ và cái nghĩa thực chất của từ nó không phải là một. Chứ sư bên nhau cân truy sang sao vấn cân truy của mấn tây viến dụ tự léo chỉa. Thâu của sứ tự biểu miên khá nghi truy. À, hầu như các bạn đều không được dịch đúng chữ này, đọc đúng chữ này. Truy quẩy chuẩn chân tự phân di, truy cho sư truy đeo, quẩy cho sư quẩy lìa, chuẩn cho sư líu xa lái, chân cho sư chân sứ đó. Phân di, đó là gì? Chúng ta phải gạt bỏ những cái ý nghĩa hư ảo đi để chúng ta lấy lại cái nghĩa thực chất của nó. Đó là truy quẩy chuẩn chân tự phân di, cho chủ. Tha tự chinh sấn sứ chữ chư thâu tha tự sứ chi khá ni. Đó. Thế thì nếu mà trong cái trường hợp đó thì chúng ta phải dựa vào cái nghĩa trước và nghĩa sau, cái ngữ cảnh trước và ngữ cảnh sau để chúng ta hiểu được cái mà nguyên tác người ta cần, cái ý nghĩa của nguyên tác. Đó. Để làm sao để chúng ta là bỏ đi những cái nghĩa giả tạo, tức là gì, cái nghĩa không đúng mà chúng ta giữ lại cái nghĩa thực chất của nó. À, phải nắm chắc được cái tinh thần, cái thực chất về cái tinh thần, tức là cái ý nghĩa thực chất của từ, để làm sao để chúng ta hiểu được chư thâu, cái là hiểu được cái hàm nghĩa của cái từ đó cần biểu đạt. À, tham mấn khoa trung nhớ củ, à, số của bà củ y chấn xương chiêu sao là in vây chư lịch củ khán trợ u mạn phẩm sư đó. Ý sự, vậy thì chúng ta các em thử xem à, chứ chị củ được suy nghĩ sự nào, nào nghĩ cho cô xem nào. Đó, đầu tiên chúng ta phân tích cái từ củ đã. Muốn hiểu nghĩa thực chất của nó gì, bây giờ chúng ta phải hiểu cái nghĩa của mặt chữ đã. Là nghĩa mặt chữ nó là gì nào? Nào, giải thích cho cô xem nào. Mà củ hiểu sự miên sự nữa. Nào, năm được không năm? Năm được không em? Củ là phương ạ. Ê, tức là dùng tiếng Trung để giải thích nghĩa của nó ạ? Ừ.
Đầu tiên em hỏi là tính chất của củ, tính chất của xương nó là cái gì? Củ tự sinh chưa sự mà. Đó, tức là trong trường hợp này, nếu mà khi bí quá chúng ta đành phải phân tích cái ý nghĩa của từ đó, cái tính chất của từ đó nó nói lên cái gì, và sau đó chúng ta sẽ chọn ý nghĩa phù hợp. Được không? Nói được không nào? Thôi thì cô giải thích vậy, chứ không lại mất, có mất nhiều rồi. Nó có nhiều thời gian. À, củ nó sửng yên đó. Nhìn mà đứng nhiên ra chi mà. Đứng nhiên mà. Củ. Đứng mà đứng nhiên. Không thể nuốt được đúng không? Củ là cái rất là cứng, không thể nuốt được. Thì vậy gì? À, tha mấn khoai chung yếu củ. Tức là gì? Trong lời của họ làm sao? Có xương như xương. Rất là cứng. Cứng có nghĩa là gì? Rất là rắn. À, thực ra cái rắn này trong tiếng Việt nó cũng không mẫu dụng cơ hội rắn lắm. Kiểu là cứng lắm. Bẻo sư sớm mơ tham vấn chen chuế tự thai cụ. Cái thái độ rất là kiên quyết. Biểu thị thái độ rất là kiên quyết. Đó, thế nhưng mà biểu thị thái độ kiên quyết nhưng mà là hán trợ vô mản phẩm sư thì sự. Đó lại vừa có ý nghĩa gì? Cảm thấy không hài lòng và cảm lại còn châm biếm nữa. Thì có nghĩa là gì? Phải dùng từ rắn. Ôi dồi, cơ hội này rắn lắm, không nhằm được đâu. Đó, hội này rắn lắm, không nhằm được đâu. Đó, thế thì nếu mà em dùng một xương thì không được. Đó, trường hợp khác một xương được cơ hội này rắn, không nhằm được đâu. Ví dụ như này, hai bên cùng với thỏa thuận cùng nhận một lô hàng chẳng hạn. Thế bây giờ em là người đi dịch cho người ta. Thế thì em dịch thế nào đây? Một bên là bây giờ đang mùa Covid. Chúng tôi là cái ý vị nhưng mà sinh ý là bất khẩu chuẩn chén hay sư cái của mình chẳng chả hay sư với mình chẳng chả bà nhỉ khuất nán nói nhiều khuất nán chẳng có liệu chả chẳng xuống mất chả nữa. Đó, một bên thì bảo số một dòng này dịch bệnh lắm rồi, khó khăn lắm, nên tôi giảm cho tôi một vài giá. Bảo chứ bạn ông khó tôi cũng khó, thế giảm cái gì đây? Đó, thì bên này bảo ỉ dò tham vấn khoa chung yếu củ bất khảo su phú, tham vấn khoa chung yếu củ bất khảo su phú. Đó là, tức là họ nghe bọn họ nói rắn lắm, không thuyết phục được đâu, hay xoan đó, hay thôi vậy đó. Đấy, thế xương đó chính là cái từ xương rắn lắm. À, tức là thể hiện cái thái độ rất là kiên quyết. Đó, kiên quyết như thế nhưng mà cái đây nó lại có ý nghĩa là châm biếm cơ. Thì đương nhiên là chúng ta phải dùng từ rắn là hợp lý nhất. Khó. Sứ tự xuyển chứa. Nào bạn nào đọc cho cô? Em đọc cho ạ. Nào, ai đấy? Nói tên em. Nhiên ạ. Nhiên ạ. Vâng. Yếu chủy tố chứa hô. Cơ công chuyển chứa tự bú chữ ý cơ. Ấn sự yếu lẻng cơ. Hoa chủy tố cơ hán y. Xiang chín tự chứ yế yếu. Chứ dụng tự chứ bảo miệng xong khăn lái xong sự sử chi binh cu xẻng thúng chưa hâu chưa tâu suy yao của mân cha ý phân đi bị treo xua chu sẻ chứa. Đây tiếp đây. Han yu, yue yu, một phong chu, chính phủ, quốc gia, chính quyền, xiang, ủy ban nhân dân, xiang, xiang chu. Ủy ban nhân dân xiên hai nào đọc thế nào đây em? Hai chữ cục hai chữ thì em hai chữ đâu ra?
nhiên dừng lại nhé. Hai là chữ ý. Nào, ngang nhiên dừng lại nào, cô xem nào. Tại vì, tại sao lại em lại đọc như thế nhỉ? Tức là nhìn cái khung này em phải đọc cho đúng chứ. Em chả đọc đúng tí nào cả. À, tức là sự lựa chọn của từ. Tức là lựa chọn cách dùng từ. Yếu suy thu sứ khẩu khứ ý. À, khở công chuyển chứa tợ vô chữ ý cơ. Án sư yếu. Lẻng cơ khua suy đô cơ khán nghi tợ xem chinh tợ sứ. Yế yếu. Yếu tợ sứ biểu mên sang khăn lái xem sư. Sứ dị sang vô xem đúng. Chưa tô suy yếu. Ổ mân chạy yếu phân si bị chào. Dù chú chuyển chứa. Đó là gì? Có nhiều khi thì là không phải là chỉ có sự một sự lựa chọn mà có rất nhiều sự lựa chọn, bởi vì các từ nó có hàm có ý nghĩa tương tự cho nhau, gần giống nhau. À, có những từ thì về mặt chữ thì giống nhau nhưng thực ra lại tương tự nhưng thực ra lại không giống nhau. Đó, cho nên điều đó chính chúng ta phải cần phân tích so sánh để đưa ra sự lựa chọn. Đây ví dụ như này. À, chính phủ. Tại sao các bạn từ khăn ủy chính phủ xong rồi sang tiếng Việt các bạn lại đọc chính phủ, xong rồi quốc gia, chính quyền, sang ủy ban nhân dân xiện. Thì nếu em đọc như thế có nghĩa rằng là chính phủ có nghĩa là quốc gia, chính quyền có nghĩa ý nghĩa là sang, ủy ban nhân dân là xiện. Thế có đúng không? Hay ạ. Đó, đúng sai hoàn toàn đúng không? Cho nên đằng sau người ta đã có dấu ngã. Dấu ngã đó là gì? Đó chính là thể hiện từ chính phủ. Đáng ra là gì? À, bởi vì chính phủ ở trong chung ở tiếng Trung thì tất cả người ta đều dùng trong phủ hết. Đang dùng trong phủ hết. Thế nhưng mà trong tiếng Việt thì lại tùy hoàn cảnh dùng chính phủ. Của cha trong phủ thì dùng chính phủ là đúng. Nhưng mà xiên trong phủ thì sao tiếng Việt phải dịch là chính quyền? À, xiên trong phủ phải là ủy ban nhân dân. Đó chính là sự lựa chọn từ, tức là không chỉ cần để xem em đọc em hiểu thì em sẽ đọc đúng, còn em không hiểu em chỉ nhắc những cái mặt chữ mà em nhìn thấy để em đọc thôi. Đó, thế cho nên đọc như thế thì chính phủ có nghĩa là quốc gia, chính quyền có nghĩa là xiang và ủy ban nhân dân nghĩa là xiang, không phải. Đó, tức là nó có rất nhiều nghĩa từ trong phủ, nhưng mà sang tiếng Việt thì chúng ta là phải tùy ngữ cảnh để chúng ta lựa chọn từ để chúng ta dịch. Khi người ta dùng là quốc gia trong phủ thì đúng là chính phủ Việt Nam, trong phủ Việt Nam quốc gia trong phủ đó là chính phủ Việt Nam. Thế còn xen trong phủ là chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân thì là xen trong phủ là ủy ban nhân dân. Thế còn chúy, đó chúy thì là trong mỗi một ngữ cảnh khác nhau thì nó dùng những ý nghĩa khác nhau. Ví dụ lủy yếu chúy, cục du lịch của tổng cục, chủng chúy là tổng cục du lịch. Nhưng mà cũng là cái chú ý đấy thì là sở, nó dùng là sở, không dùng là sủa nhá. Mà sư công an chú ý, đó là sở công an thành phố. Mở xen công an chú ý, nhưng mà đến xen vẫn dùng chú ý nhưng nó lại là phòng. Đó, tức là phòng công an gì đấy, ví dụ như là phòng cảnh sát giao thông của huyện. Đó, chứ người ta không dùng pháng nhá. Thế nhưng mà lại trân chư chú ý là cái to nhất là bộ chính trị. Đó, cho nên rằng là cái một từ tưởng là giống nhau nhưng thực ra lại không giống nhau. Đó, vừa xong trên đã phân tích rất rõ rồi. Mi su chẳng cũng vậy. Mi su chẳng thì là, đấy là thư ký trưởng. Nhưng mà liên khứ của mi su chẳng phải là tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Nhưng mà cũng cái mi su chẳng đó thì là cố quay ban cung thi nghi su chẳng đấy là tránh văn phòng. Đó, tránh văn phòng. Nhưng mà tổng bí thư thì không dùng là mi su. Bằng là mi su, âm Hán Việt là bí thư. Nhưng mà tổng bí thư là dùng su chi. Su chi lại là dùng là thư ký cơ. Đó, tức là nó ngược tiếng Việt hoàn toàn. Đó, đáng ra là tổng thư ký thì là dùng su chi đúng không? Nhưng mà nó không dùng là mi su chẳng cơ. Nhưng mà cái tổng thư ký thì tiếng Việt lại mình dùng là tổng bí thư cơ. Đấy, cho nên là những cái này nó mặt chữ thì tương tự nhưng ý nghĩa nó lại khác nhau. Đó, chúng ta phải hết sức chú ý. Nào, tiếp tục. Phần này nữa. Em đọc.
Nào bạn nào lên nói cô nào, nói tên đi. Ừ, Thảo ạ. Thảo, ừ, nào Thảo nói cho cô nào. Thưa cô ơi, chú ý sứ y của sĩ quái cha y và các đoàn thể nhân dân Trung Quốc đã tuyên bố ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Nam Phi chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, biểu sư ủng hộ đại sứ Diệu Chư Nguyễn, Sơn Nguyễn, Chư Chí, Trung Vũ Trứ Hoa Sinh Tông Chư Chư Chí, Nguyễn Chu, Cai Dung Chư Nguyễn, Pha Bảo Công Khai, Giản Luân Biểu Sư Chư Nguyễn Tờ Dung, Sơn Nguyễn, ở cải tuy phan cúng cụ hồ tràn tràn chu chiêu dung chư trí à in sử chư lý giao dung sơn nguyễn à trung quốc cơ nhân mình toàn thể phát biểu sơn minh sơn nguyễn nam phi à đồng minh phản phản chủ 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 ý tờ chân chi chân chi à chân y đấu tranh Nào toàn thể nhân dân Trung Quốc tuyên bố ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Nam Phi chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Biểu sư dung khu tật dứ yểu chư yuán sân yuán chư chứ dung u chư quốc chính tông chi chư chứ yuán chủ cai dung chư yuán. Biểu sư công khai yến luận phát biểu công khai yến luận biểu sư chư yuán dung sân yuán on cẩy tuy phang cố ủ của gian chủ sử dụng chữ 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 chia in sử chữ lì yên cao dung sông nguyễn. Vậy thì một bạn giải thích tại sao lại ủng hộ đây, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Nam Phi lại dùng sông nguyễn? Đâu bạn nào ai giải thích cho cô, suy nghĩ đi, suy nghĩ thật kỹ nhé, đừng vội vàng trả lời. Ai trả lời giải thích trọn vẹn câu này cô cho điểm. Nào ai giải thích được chưa em? Tại sao trường hợp này phải dùng được sông Nguyễn mà không dùng được chư chứ và chư Nguyễn? Nào ai giải thích được chưa?
Cô suy nghĩ gì mà lâu thế nhỉ? Cô ơi, em thử giải thích ạ. Nào, thử giải thích nghe xem nào. Phát biểu công khai言论表示主言的用上言，因为就是来公开với tất cả mọi người là ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Nam Phi chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, cho nên chúng ta dùng sân quán. Thêm một tí nữa gần đúng hết rồi, vẫn chưa chọn mẹ. Bởi vì trước đó đã dùng dung ủ chứ khua xính tung truy trừ chứ rồi thì em à đúng rồi, truy trừ chứ cái nguyên trụ chưa chứ nguyên trụ chứ chứ không được chưa đủ còn nguyên trụ nữa. Tại vì sao? Tại nếu mà chữ chứ ủng hộ tôi nhé, à, công việc này các bạn ủng hộ tôi nhé, tức là chỉ ủng hộ về mặt tinh thần. Thế còn nguyên trụ mới là mà cái vật chất nữa. Thế cho nên là tại sao dùng một số nguyên ở đây? Có nghĩa là công khai tuyên bố là ủng hộ nhân dân Nam Phi cả về mặt chất, vật chất, tinh thần và lẫn hành động. Hành động là gì? Có thể đưa quân sang, đúng không? Đưa quân sang ủng hộ và viện trợ về mặt kinh tế, vũ khí, thuốc men và ủng hộ hết mực về mặt chính trị. Đó, cho nên dùng song yuan. Ừ, bạn vừa sang Phạm Thu Hương đúng không? Mi ạ. Ai đấy? Mi ạ. Mi ạ? Vâng ạ. Ô, nhưng mà Mi được 9 điểm bây giờ, theo giờ có cho Mi đến 9 rưỡi. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Dạ. Lấy điểm của cô dễ lắm, chỉ cần nghĩ một tí lấy được điểm của cô thôi. Nào, bây giờ nhìn trên màn hình nhá. Trình bày đúng ý nghĩa trên màn hình cho cô. Nghĩ đi lại trình bày nhá. Nào, trình bày cho chuẩn. Sẽ có điểm. Đó, phải chú ý nghĩ đi rồi hãy nói nhá. Đừng vội nói. Nào, phần 3 này, nghĩ đi. Để lấy điểm. Nào, ai nói được rồi nào? Nghĩ kỹ chưa? Nào, bạn nào nói cho cô nào? Nói được chưa?
Ở nào ai nào? Im lặng thế cả cả lớp. Khó thế à? Nào, thử nói thế nào. Em cô là chú ý từ tờ chẳng rộ. Lý rú sơ, tí ý sơ, khở vọng, khở xí vọng. Khở vọng tí ý sơ, sơ khao khát, ước mơ. Không, em chỉ cần dịch theo đúng cái thể hiện ở trên màn hình này. Em không cần phải nói thêm cái gì à? Khở vọng tí xí vọng, càng chẳng tạo. Đúng à. Khởi hoan bị si hoan chán. Tiếp tục. Yêu y bị yêu siêu càng chán. Yêu siêu bị yêu liáng bị yêu liáng càng chán tạ. À, đúng. Chuế mì càng chuế mì bị chi mì càng chán. Chi mì bị mì mì càng chán tạ. Tiếp tục. Nào đấy, cảnh cáo phê bình. Dịch tiếng Trung là được không có? Không không, em dùng kể cả cảnh cáo phê bình em dùng tiếng Việt luôn cho cô. Nhưng mà biểu thị phải bằng tiếng Trung. Cảnh cáo thì phê bình cần chán. Cái gì cũng cần chán không được. Nào xem nào, trả lời thế nào đây? Hình thức kỷ luật cảnh cáo và hình thức kỷ luật phê bình. Thế thì bây giờ thế nào đây? Nghe lấy điểm 10 khó nhỉ Minh nhỉ? Vân đấy cô ạ. Ai đấy? Vân nói đấy, không phải em đâu. À Vân à? Ok. Em... Sao bên đấy cô nhìn thấy lại là My? Em, sau là em ạ. Trước thì lại là My. Rồi, thế Vân cứ nói đi. Em dùng hiểu ly được không ạ? Tức là có lực hơn ấy. Không phải. Em ạ. Ai đấy? My ạ. My, thì My nói xem nào. Em nghĩ chỉ là dùng chén thôi. Không, dùng chén, chứ dùng chén rồi. Dạ, để em nghĩ thêm. Hình thức kỷ luật này nặng hơn hình thức kỷ luật kia. Đó có những cái nặng ở đây. Thế dùng là chén không? Không ạ. Thế dùng từ gì? Chung được không ạ? Chung nó là chỉ cụ thể. Chung chiên. Dén chung. Hình thức kỷ này, luật này nặng hơn thì dùng không dùng chung mà dùng dén chung. Nghiêm trọng. À, nặng hơn trong tiếng Trung người ta dùng dén chung. Thế yêu cầu đề nghị thì sao đây? Yêu cầu và đề nghị. Đi suy à? Hả? Là yêu cầu thì mình bắt buộc và nhất định phải làm. Yêu sự biểu tá lý cần chẳng đó. Biểu tá lý, bị nó cơ đề nghị thì biểu tá lý cần chẳng đó. Tức là cái sức biểu đạt của nó mạnh hơn. Đó ở trên thực ra vào chẳng lụa thì bạn dùng chẳng cũng được. Nhưng mà biểu tá lý, khở hoang tại biểu tá lý bị si hoang.
cái sức biểu đạt, khả năng biểu đạt đó. Khẩu oang tập biểu biểu đạt lý bị siêu oang chẳng yêu y tập biểu đạt lý bị yêu siêu chẳng yêu siêu biểu đạt lý bị yêu nhân nhà chẳng. Nếu mà dùng đầy đủ như thế, nếu mà đầy đủ phải dùng như vậy, nhưng các em khẩu oang bị siêu oang chẳng thôi cô cũng tạm chấp nhận thôi. Chứ còn nếu mà dùng chính xác về biểu đạt lý cái sức biểu đạt. Rồi, Vân đúng không? Vâng ạ. Vân trước 8 rưỡi rồi đúng không? Nhưng buổi trưa lên 9 rồi ạ. Đâu, 8 xong lên 8 rưỡi. Vâng ạ. Ừ, hôm nay con đưa lên 9. Tuần là Vân là buổi thứ 8, à buổi thứ 3 là 8, buổi thứ 4 là 8 rưỡi. Trời đất ơi, cô thấy dễ cơ điểm như này mà sao toàn bạn điểm cao gỡ mà bạn bạn điểm cao nâng điểm mà bạn điểm thấp chẳng thấy ai muốn gỡ điểm là thế nào? Nào, bây giờ ai đọc cho cô cái phần này nào? Ai đây, mấy bạn điểm thấp thấp nào? Còn những bạn chưa có điểm nó xem nào? Nào, Nguyễn Thị Huyền nào em? Nguyễn Thị Huyền nào em? Có. Nào. Nguyễn Thị Huyền rất ít phát biểu. Buổi thứ 3, thứ 4, thứ 5 không có một ý kiến gì hết. Cô xin lỗi cả lớp lại nha. Ôi cô đây Hường ơi. Ừ. Có điều là mà cô có rồi mà, cô gửi hết rồi mà. À hình như mấy bạn đấy là thôi không làm. Mấy bạn không làm. Đúng rồi. Mấy bạn đấy như bà Lưu thì phải. Ok. Để cô nhắn sinh viên. Nhưng lần trước có một số bạn nộp rồi đúng không? Một vài số bạn. Lần trước là có một số bạn nộp rồi đúng không? Tại vì lần trước cô ở khoa rồi thế sinh viên còn mang đến trong khoa nộp mà. Thế xong hỏi cô là thì nộp cho ai? Cô bảo thì nộp cho khoa chứ không phải nộp trực tiếp cho cô. Đúng rồi. Chứ còn cô nhớ là nộp rồi mà. Cái số. Đấy chỉ có mấy bạn mà. Đấy chỉ có mấy bạn mà ấy thì là các bạn chưa nộp thôi. Chỉ có mấy bạn mà. Là các bạn bảo lưu các bạn chưa nộp thôi. Chứ còn nhiều thì các bạn nộp hết rồi. Thế mà ba bạn thế à? Rồi. Để cô nhắn trên cái nhóm xem các bạn đấy. Các bạn nộp nốt nhá. Ok cháu. Thế nhá. Cô xin ở lớp mấy phút nhá để cô nhắn cái nhóm thực tập nộp cái bản này cái. Nộp bản tập.
Rồi cô xong rồi nào. Bạn nào nói cho cô cái chỗ này đây. Chú ý chữ tập bao biển. Nào Huyền đâu em? Nguyễn Thị Huyền đâu? Nào Huyền nói cô nào. Chú ý chữ tập bao biển. Lì rú, bảo hù, bảo, bì hù biển. Của toàn, bảo. Ủ toàn, biển. Lì dùng, tận dụng, lợi dụng. Chào ảo, tự hào, kiêu ngạo. Nguyên ủy tợ, ăn, sơi, mời, hốc, ngốn, tọng, chém, chết, tử, toi, nhỏ, hy sinh, từ trần, băng hà, toi mạng. Chưa xe, xứ, ủy trùng. Ủy y, bao biển, phủ thống. À, hả. Nhưng mà truy xứ tự bao biển, bao khớp biển có gì ý? Bao khớp biển có gì ý? Nào Phương, Phương trả lời cho cô nào. Ờ, bao khớp biển có gì ý nữa? Hả? Bao khớp biển cái đây nghĩa là gì em? Khen và chê ạ. Hả? Không phải khen chê, nhầm rồi. Cô đã bảo đừng lấy nghĩa ở trên Google, đừng lấy nghĩa ở trên khen chê không phải đâu. Bao y cứ biển y. Nghĩa tốt ạ. À, cái gì là nghĩa tốt? Bao y ạ. Bao y. Tiếp tục biển y là gì? Biển y là gì? Nghĩa xấu ạ. Nghĩa xấu. À, nghĩa xấu. Thế bây giờ câu hỏi này. Thế bảo khu khứ phi khu. Tại sao phi khu lại là nghĩa xấu? Phi khu là bao che giấu ạ. À, bao che giấu, đúng rồi. À, bảo khu. À, bảo khu cái phi khu. Đâu sư là cái yếu bảo vệ bia rắn cái ý sự. Bảo vệ bia rắn cái ý sự. Đều có nghĩa là bảo vệ. Thế nhưng mà cái bảo khu tức là bảo vệ cái tốt. Tức là gì bảo vệ cái tốt. Nhưng mà phi khu lại là bảo vệ cái xấu. Bảo vệ cái xấu có nghĩa là che giấu. Che giấu tội phạm, che giấu tội lỗi, che giấu khuyết điểm. Đó. Thì là nghĩa xấu. À, của toan và ủ toan. Của toan là gì? Của toan là quyết đoán, phán đoán cách chính xác. Nhưng ủ toan là đoán mò, võ đoán, đoán mò. Cũng như từ ly dung cũng thế, tận dụng và lợi dụng. Nếu mà ly dung thủy ly chua thủy điện, lợi dụng thủy sức nước làm thủy điện, thì cái đấy, cái lợi dụng đây thì đấy là tận dụng lý sự. À, là nghĩa tốt. Nhưng mà bía ly lung bía rấn, à, đừng có lợi dụng người khác thì lợi dụng nó là nghĩa xấu, đúng không? Cùng một từ nhưng mà trong ngữ cảnh khác nhau thì nó mang cái gọi là hình thái ngữ nghĩa khác nhau. Đó, lúc thì là tốt, lúc thì xấu. Vậy treo ao cũng vậy. Quê chủ muốn treo ao, quê chủ cứ treo ao, tôi tự hào vì tổ quốc tôi, thì khi đó treo ao là nghĩa tốt. Thế nhưng mà kiêu ngạo, yo, chứ người rắn là chứng chi mấy nhiều năm mà họ hay thế, thay cho wow là thành tích chẳng có gì là tốt cả mà sao yêu thế đó. Thế là cùng là từ đó dùng ở ngữ cảnh khác nhau thì nó mang hàm nghĩa khác nhau đó. Và cũng trong tiếng Việt cũng vậy, ăn sơi mời hốc vân vân vân, và chết cũng thế, tử voi ngoẻo hy sinh đó. Trong ngữ cảnh khác nhau nó mang ý nghĩa tốt xấu khác nhau. À, ở đây cũng thế, ví dụ như là chú ý bái huấn với giả sú, tức là gì? Bái huấn là những từ trang trọng, còn giả sú là những từ thông tục. Thông tức là thông tục, là từ bình dân. Cùng là chỉ khoai tây nhưng mà khi người ta dùng là mà lính sủ, nhưng khi người ta dùng là thủ tâu đó. Thế nhưng mà ví dụ như này, trong những bữa tiệc trang trọng, cái món ăn này người ta dùng là mà lính sủ, không bao giờ người ta dùng thủ tâu cả. Thế nhưng ngoài chợ người ta có thể viết là mã lính sủ cũng được, mà người ta viết là thủ tâu cũng không sao. Ở si sân và sử cũng vậy. À, cái từ sử là từ trung tính. À, nhưng mà từ si sân và từ truy sự
đó là điều từ trang trọng, chỉ những cái đối tượng mà kính trọng bị mất. Ví dụ như là các chiến sĩ hy sinh vì độc lập dân tộc này, hoặc là Bác Hồ đã mất vào ngày bao nhiêu đấy, thế dùng chi sự. Đó. Nào tiếp tục, sứ tự tao hay là bạn đọc cho cô nào. Em Đồng Thị Thu Hiền ạ. Nào. Sứ tự tao. Đồng Thị Thu Hiền em. Vâng ạ. Ừ. Chữ tự ta bay, chữ tự ta bay sư, chữ chữ ủy chữ chữ chen tự sang sang hu bay hứa ta bay ta bay bù tang chiêu huy trao trống huấn chữ sang nán tụng hu hua huấn lý bù thúng tự xiên sang ni rú chư rau ăn thuốc uống thuốc hưa thang là uống canh hoặc anh ăn canh, tả máu y là đánh áo len, đan áo len, chua báo cao là làm báo cáo, chua chuế tinh là cũng là ra quyết định. Sứ tự ta hay sứ chữ sứ chư trên tự khu xiang hay khứa, đó là cái sự phối hợp giữa các từ với nhau. Ta phải bù tàng chưa quay giao trong quán sự sân in. Nếu mà chúng ta phối hợp nó không thỏa đáng, nó không hợp lý thì sao? Thì sẽ là cái câu dịch của mình làm sao nó sẽ rất là cứng nhắc, nám tủng, khó hiểu, khua trợ, cố thùng tới trên xiang, hoặc là nó gọi là không mạch lạc. Ví dụ như là ví dụ như từ tả máu y chẳng hạn. Tả máu y người ta là đan áo len, tức là nếu mà dịch sang tiếng Việt em dùng đúng từ đánh áo len, đánh có được không? Thì sẽ là khó hiểu, sẽ rất là khó hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì là khi nhiều khi áo len và những đồ bông các thứ, đồ mùa đông người ta hay sao phơi nắng xong ta lấy gai que lấy gậy thì người ta đập để cho hết những cái bụi đi. Các cụ ở xưa vẫn hay dùng thế. Thế là tả máu y. Đấy cũng là tả máu y hoặc là phái máu y. À, phái máu y à, cũng được. Thế nhưng mà đây là phiên vì sự. Đan nào nên là phiên. Phiên máu y tức là đan. Đó cho nên là nếu mình dùng từ nó không chính xác thì người ta sẽ khó hiểu. Và cái văn của mình nó cứng nhắc, nó không hiểu. Và chua báo cáo làm báo cáo cho xỉa báo cáo thì sự đúng không? Đáng ra đây phải xỉa báo cáo. Nhưng mà đây là chua báo cáo. Chua chế chế tinh. À, hoặc là người ta là xa chế tinh cũng được. Để mà ra quyết định. Họ. Đi sư cơ. Nào mời bạn làm khả năng của cô. Nói tên đi em. Nhiên. Nhiên bên đấy đọc một lần rồi đúng không em? Dạ vâng ạ. Ừ, thôi nhờ nhường cho bạn hát đi. Dạ vâng. Em An ạ. An à? Vâng ạ. An à? Vậy là sư in y vấn tự biểu tả chí quan. Ví phả hứa siêu sứ tự giao chiếu. Quảng quảng giai phan y quơ chấm. Trung cải biên mẫu xia sứ tờ sứ lệ, chuyển y với chí tha sứ lệ, chưa sư hẳn phụ phiên tờ xiên xạc, xiên xạc. Bỉ rủ, khô khoản, cho vay, tụng khoản vay mính, hết hạn, mản chí, tung pin, chí. Chí mãn chủ vậy. À, chi không phải chí em nhé. Thế này Hiền này, ví dụ em đọc hôm nay là thứ 5 thì em nói thế nào? Nào Hiền, hôm nay thứ 5 nói nào? Em ạ? Ừ. À, xin chi sư. Xin chi sư, thế tại sao em lại... À, có phải An. Có sao là bạn An đúng không? Dạ. Ừ. Con xin lỗi. À, thế An nào, hôm nay là ngày thứ 5 em đọc thế nào? Xin chi sư ạ? À, thế xin chi sư. Thế tại sao đọc được là mản chí với lại chí mản là sao? Chí?
Thế tại sao đọc là mản chí với chí mản mà sinh chi mà đọc là chi là đúng? Tại sao lại sai chuyển sang là mản chí với chí mản? Đây không phải một mình bạn An nhé, mà rất nhiều bạn như thế, và không phải lớp mình, rất nhiều lớp như thế. Thế cô cũng không hiểu các bạn, thế bây giờ em bằng cho cô thứ năm hoặc là thứ hai nói nào. Ai cũng đọc là chi nhiên sinh chi ở, chi nhiên sinh chi sự. Thế nhưng mà khi là tráng chi thì đọc là tráng chí. Chi xiên đọc là chí xiên. Thế tại sao sinh chi thì đọc đúng là sinh chi, mà tại sao những từ khác là chuyển sang chí là sao? Nào, ví dụ bạn An giải thích cho cô nào. Tại em đọc theo cái ấy của em. Cái ấy là cái gì? Kiểu đọc theo miệng của em ạ. Không phải một mình An nhé. Cô nói rõ không một mình An, mà rất nhiều bạn, rất nhiều lớp như vậy. Thế lên lớp giáo viên là đọc là chi hay là chí nào? Chi ạ. Ồ, thế sao mà lại rất nhiều bạn chuyển sang chí? Đấy là điều cô hết sức thắc mắc. Rõ ràng là đọc là chi, sinh chi. Thế mà sao lại ghép vào các từ khác là tráng chí với chí xiên, mản chí với chí mản. Rồi, có. Từ khuy tập biên khoan, tức là xứ lây tức là thay đổi về loại từ, tức là nó đang là từ động từ chuyển sang danh từ, từ danh từ chuyển sang động từ, đấy gọi là xứ lây biên khoan. Quay lời suy yên, y ấn đặt biểu tá chí khoan, ví phả cái siêu dứ để giao chiếu. Đó là để đáp ứng cái yêu cầu, thứ nhất là yêu cầu về thói quen, biểu đạt, thứ hai là ngữ pháp, thứ ba là tu từ của cái bản dịch đó. Thì cho nên là trong quá trình dịch chúng ta thường có thể thay đổi một số từ loại. Chuyển y với trí tha xứ lây để chúng ta dịch sang thành từ loại khác. Điều này cũng rất là phổ biến. Ví dụ tài khoản thì thành là khoản vay hoặc là cho vay. Bốn là cho vay, nhưng mà khi ấy là khoản vay của ngân hàng. Ngân hàng cho vay nhưng đây là khoản vay của ngân hàng. Đó. Thì thực ra là ngân hàng cho tôi vay nhưng trở thành là cái khoản vay của tôi ở ngân hàng. Đó. Thế mản chi hoặc là chi mản. Hết hạn. Mản chứ sư oán chứng lợi chi xiên, hết cái hoàn thành kỳ hạn đó. Thế gì? Chi xiên mản lợi. Đó. Đấy là gọi là cái gì nhỉ? Hết hạn này, mà hạn hết. Đó, thế thì bây giờ chúng ta lại phải chọn thế nào? Chúng ta phải chọn thế nào cho nó hợp lý? Cái đó là tùy ngữ cảnh. Thôi, bây giờ cô cho nghỉ giải lao đã. Nào, mình xem chiêu chiêu quay bảng. Vâng ạ.